Một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy cho con được hỏi. Vợ chồng con sinh được một trai một gái, nhưng cách đây 10 năm con bị chửa ngoài dạ con, bác sĩ khuyên phải phá bỏ cái thai đó. Bẵng đi một thời gian con không nhớ gì đến. Thời gian gần đây trong gia đình con xảy ra nhiều chuyện, chồng con phá phách không làm ăn gì, công việc của con càng ngày càng suy giảm, khiến con phải đi làm nghề mổ gà để kiếm tiền. Con đã thấy rất có lỗi và áy náy. Gần đây trong giấc mơ con hay mơ thấy một đứa trẻ con gào thét khóc lóc trong giấc mơ của mình. Ban đầu con nghĩ có lẽ do con suy nghĩ lo âu nhiều quá nên mới ngủ mơ như vậy. Nhưng những giấc mơ đó liên tục đến với con, khiến con lo lắng càng lo lắng thêm. Và có lần trong giấc mơ, đứa bé đó còn khóc và nói với con rằng: con ghét mẹ, hận mẹ, trách mẹ lắm và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Nhưng con lại thương anh chị của con và muốn độ cho anh chị của con học giỏi. Và quả thật, hai đứa con lớn của con giờ đây học rất giỏi. Qua đó con mới thực sự nhận ra đó là đứa con của mình 10 năm trước, khi con chửa ngoài dạ con mà con đã phá. Giờ đây con không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Con xin thầy khai thị cho con để con có thể làm gì giúp cho con của con trong thời điểm này. Với câu hỏi của Phật tử này thì thầy khuyên rằng cái việc đầu tiên hiện tại là thôi bỏ cái nghề sát sinh này đi, tập trung vào cái công việc trước đây của mình và để ý tới gia đình mình một chút nữa, để cho gì, cho mái ấm gia đình mình được bảo toàn. Mình càng làm thêm những cái việc như sát sinh hại vật đó, người mà biết đến Phật mà học Phật rồi ấy, mà còn làm cái điều đó thì nghiệp nó đến rất là nhanh, nó báo ngay trong đời này và kiếp này. Còn người chưa học Phật có thể nó chưa báo đời này, hoặc là cuối đời nó mới báo, năm mười vài chục năm sau nó mới báo, thậm chí là đến đời sau như đời sau nữa nó mới báo. Mà khi đó càng nghiệp báo càng lâu á, tức là gì, nhân xấu trồng càng nhiều thì cái quả ác ở đời sau á thì càng khổ. Thà rằng gì, chúng ta biết đến cái nhân xấu chúng ta trồng ngày hôm nay gì, quả xấu gì, quả ác á, nó đến với chúng ta trong một vài tháng hoặc một vài năm tới chúng ta còn biết gì để mà sửa. Giống như Phật tử này vậy, trước đây có phá thai ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn thôi, không phải cố tình, vì chỉ ở ngoài dạ con nên bác sĩ bảo phải phá, cho nên phá. Và từ đó thì cũng bẵng đi không nhớ gì cả. Mà gần đây thì thường mơ thấy có một đứa trẻ khóc lóc gào thét và trong giấc mơ, ở trong giấc mơ của mình. Và giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần, Phật tử nói giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Và đặc biệt gần đây thì thấy cái đứa trẻ đã khóc và nói là con ghét mẹ, hận mẹ, trách mẹ lắm và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Đó. Quả thật là gì? Là Phật tử này nói là mấy năm gần đây thì kinh tế gia đình là suy sụt, suy giảm, cho nên đã phải đi làm thêm để cuộc sống gia đình được tốt hơn. Nhưng làm thêm mà đây không phải là làm thêm một cái nghề gì, cái nghề lương thiện, mà làm thêm gì. Đối với xã hội thì việc này không phải là việc xấu, nhưng với người học Phật chúng ta, với người tu Phật á, bất kể đó là gì, Phật tử tại gia hay là người xuất gia, thì đó đều là gì, là việc xấu, đó là việc gì, sát sinh, đi giết gà. Giết gà tức là việc sát sinh cho, tức là việc xấu. Làm như vậy thì gì, phúc của mình còn một chút nó càng tiêu đi, và nghiệp gì nó lại càng gì, càng trổ ra mạnh hơn, nhiều hơn. Cho nên cái lời khuyên đầu tiên đối của thầy đối Phật tử này gì, nên bỏ cái sát sinh đi đã. Và tiếp theo là phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc gì trong vòng 100 ngày để mà hồi hướng cho gì, sám hối hồi hướng cho cái vong linh, hương linh, thai nhi của đứa con mà mình bỏ đi đó. Vì dù sao đứa con này
cũng còn để còn có một cái chút gì tình cảm gia đình. Và trong giấc mơ thì Phật tử nói gì, nói là đứa trẻ đó rất là gì, ghét mẹ, hận mẹ và trách mẹ lắm, và muốn gì, và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Nhưng á, ngược lại đứa trẻ lại nói gì, lại nói là rất thương anh chị, cho nên á, muốn độ cho anh chị được học giỏi. Tức là cái tình cảm gia đình vẫn gì, đối với bé vẫn còn này, vẫn còn rất lớn. Cho nên nay dùng cái tâm từ bi của Phật pháp để cảm hóa em thì chắc chắn sẽ cảm hóa được. Lại dùng cái lòng chân thành ăn năn sám hối của mình để nói với em thì chắc chắn gì, em bé này, cái vong linh em bé này nó rất dễ để tha thứ cho gì, cho vợ chồng và cho gia đình, và khuyên bé này nên đi đầu thai về một cái cảnh giới tốt hơn. Ở đó vẫn có thể gia trì được cho gì, cho gia đình, vẫn có thể giúp đỡ được cho anh chị học giỏi để cảnh giới tốt đẹp hơn, ví dụ như chư thiên chẳng hạn, vân vân. Cho nên ở đây cái việc đầu tiên là phải bỏ cái nghề sát sinh. Việc thứ hai là phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật 100 ngày và phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Những cái việc thiện lớn đó gì, nên cũng nên cố gắng để làm, không được nhiều thì ít. Và một cái điểm nữa, nên làm một cái lễ cầu siêu gì cho cái vong linh thai nhi này. À, nói chung làm được càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà trong vòng 100 ngày đó, trong vòng 100 ngày phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng đó, làm trong khoảng thời gian đó là tốt nhất. Và sau đó những cái việc tâm linh đó mình làm được rồi thì mình nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thêm thì càng tốt. Rồi nếu làm được như vậy có thể cái chuyện gia đình sẽ dần dần được êm thấm thôi. Và cái chuyện làm ăn kinh tế thì nó cũng phải theo cái vận mệnh của quốc gia, đất nước, dân tộc và của gì, của cái phúc báo của mình nữa. Đó. Bây giờ kinh tế thế giới nó cũng khó khăn. Kinh tế của đất nước nó cũng khó khăn. Kiếm tiền nó không dễ như ngày xưa nữa đâu. Cho nên làm cái gì thì phải tính toán. Mà phải suy nghĩ cho nó kỹ, cân nhắc cho nó kỹ. Chứ không có cái đầu tư bạ đâu, có đầu tư ra tràn lan, đầu tư tham qua cuối cùng không thu được về thì là thành khuynh gia bại sản, thành nợ nần và thậm chí là thành sạt nghiệp và gì? Mất hết nhà cửa rồi vân vân đó. Cho nên bây giờ thì đầu tư cái gì, làm ăn đầu tư cái gì bây giờ mình cũng phải suy nghĩ và tính toán cho nó kỹ, không có làm liều như gì như khoảng 5-10 năm trước được. Đó. Với câu hỏi của Phật tử này thì thầy có những lời khuyên như vậy thì nên suy nghĩ và tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình mà làm cho nó tốt. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.